Anh vào anh cứ anh cũng livestream rồi anh chia sẻ đó. Viết mình viết một cái tattoo ra. Đây. Bây giờ là chắn hàng rào này không cho khách đi. Không cho khách đi, không giải quyết cho khách. Không giải quyết cho khách. Đây là hãng Vietjet sau khi đón khách về Tân Sơn Nhất là ép khách đi khách sạn, đi cách ly tại khách sạn với giá rất là cao, không cho khách lựa chọn cách ly tập trung hay là khách sạn. Đây bây giờ là mọi người đang rất là bức xúc, rất là đông người, rất bức xúc. Mong mọi người mỗi người xem chia sẻ cho mình một cái để cho cơ quan chức năng biết được, nắm được thông tin, giải quyết. Hiện giờ là máy bay đã hạ cánh xuống 3-4 tiếng đồng hồ rồi mà không giải quyết cho đi cách ly, và ép khách đi cách ly tập trung ở khách sạn với giá rất chi là cao mà không giải quyết, còn chắn hàng rào lại không cho khách sang bên khu bên kia để giải quyết. Mong mọi người chia sẻ, mỗi người một chia sẻ để cho cơ quan chức năng biết về vào cuộc để giải quyết nhanh hành khách, với là những chuyến bay sau cũng sẽ dễ dàng hơn. Đây rất là đông người, có cả ông bà già, cả trẻ con có mấy trẻ con rất chi là mệt. Ở đây hiện giờ rất chi là bức xúc, xin mọi người một lần chia sẻ đấy ạ. Xin mọi người chia sẻ. Đây rất là bức xúc. Đấy, có người cao tuổi cái gì là bức xúc, mệt quá rồi. Lúc sáng giờ không có miếng gì vào bụng. Bay từ Hàn Quốc về đây 4 tiếng rưỡi, hạ cánh bây giờ là tầm hơn 3 tiếng đến 4 tiếng vẫn không giải quyết, rất chi là mệt. Đây. Đây. Bây giờ là ép hành khách đi cách ly ở khách sạn với giá rất là cao, mỗi ngày là 100 đô. Chưa tính phí xét nghiệm. Đây có một người cao tuổi là mệt quá đã bị xỉu. Có người ngất nhá, Đây, có một cụ già ngất nhá. Đây các anh vẫn đứng ở ngoài bỏ hàng rào đấy, không nhiều mà quan tâm. Đây là một cụ già là sau khi mệt quá là nằm xoại ra đây, không đứng nổi nữa. Xin mọi người mỗi người xem một lần chia sẻ đi, để cho báo chí với lại cơ quan chức năng vào cuộc. Đây. Vào xem không lấy máy corona thì sao? Lấy máy corona thì sao? Đúng rồi. Nhanh lên. Người cao tuổi đấy. Các anh rào đây dán cái gì? Các anh dàn rào đây dán đi đâu? Sao kia nhiều người dán đi đâu? Thì bình tĩnh để chờ bên đại diện bên các bạn. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề này đang chờ xử lý chứ không phải. Nhưng mà anh ơi, xem trường hợp này bị ngất này, giải quyết nhanh này, lỡ may chết người sao? Không có vấn đề gì, bây giờ cái mạng người là quan trọng này, giải quyết cái vấn đề này nhanh như này. Lỡ may chết người hoặc bệnh tật lây lan nữa cả thì làm sao? Đây này, đưa cụ này đi xem thế nào này. Lỡ mày bệnh tật mà lây lên tất cả làm sao? Hoặc chết người làm sao? Thì thôi. Đây là tôi quên, tôi đang live stream. Đây rất chi là bức xúc, ở đây rất chi là bức xúc. Có nhiều người thăm thân ở bên Hàn Quốc về, nhiều người cao tuổi đi thăm thân ở Hàn Quốc trở về. Đây là cụ bà bị ngất. Quá kiệt sức, bởi vì rất là kiệt sức luôn. Không ăn không uống mấy ngày mấy tiếng đồng hồ. À, chụp tiếng đồng hồ đúng rồi sân bay. Xin visa chúng tôi để chúng tôi quay lại Hàn Quốc. Xin visa chúng tôi đi. Cấp visa chúng tôi đi luôn. Chúng tôi đi luôn. Xin visa chúng tôi đi về lại Hàn Quốc luôn. Không cần cách ly, trở về Hàn Quốc. Quay lại Hàn Quốc. Ok, các anh đừng có dọa chúng tôi. Không dọa được đâu. Anh tưởng bây giờ chở chúng tôi đi được là dễ à? Mẹ phải xin visa các kiểu các kỳ này nọ đấy. Ông cứ dọa. Tưởng người ta không biết gì dọa. Xin đi, chúng tôi nhất tí quay lại Hàn Quốc ngay. Trước mắt thì mọi người bình tĩnh. Thầy bức xúc quá bức xúc. Đấy, bên giám đốc của sân bay Tân Sơn Nhất cũng không ra mặt, bên chịu trách nhiệm bên này cũng không ra mặt, mà mấy anh nhân viên này là rào chắn lại. Chỉ đứng nhìn thôi, chỉ đứng nhìn thôi, không làm gì cả. Không có ai là không có cấp trên là ra giải quyết cái vấn đề này. Rất chi là ồn ào mà phức tạp. Không có ai giải quyết cái vấn đề này. Thôi chị ơi, mình đừng có la, kệ, mình nói đúng ý thôi. Không la không chửi. Không la không chửi, kệ. Rồi. Kệ nó. Để xem nó làm thế nào. Ở đây cũng được, cách ly ở đây cũng được, không sao. Đây này. Giờ là cụ này là vấn đề này rất là nguy hiểm, lỡ may mà dịch bệnh mà lây thì xong luôn. Toang luôn. Thật đấy. Cái này mà lỡ may mà dịch mà lây thì xong đấy. Này, cái danh sách này là vứt đi, đừng có chấp. Tại vì ở bên kia nó chặn là không có, không, mình không ký vào cái giấy kia là nó không cho lên máy bay, không? Kệ nó. Đừng có nêu tên ông ra. Đừng có nêu tên ông ra, kệ nó. Nếu mà cách ly khách sạn tại sao ạ? Đúng rồi. Bắt mỗi người một phòng bây giờ. Tại sao vừa trong với con ra lại không được một phòng? Quá bức xúc. Đây là bà cụ là chờ lâu quá mà không giải quyết cho nên là đói và mệt và kiệt sức, mà còn rất nhiều trẻ em thì mới mấy tháng tuổi. Anh chị em vào xem cho một lượt chia sẻ đấy, cho một lượt chia sẻ đi để cho cơ quan chức năng người ta thấy, người ta vào cuộc giải quyết cái vấn đề này. Về sau anh chị em này, nếu có về đi để có nó cũng rõ ràng hơn, đừng để mập mờ như thế này. 1, 2, 3 xô nè, ra cửa để làm hồi nè, đi hồi xỉu nữa đó. Ra đi đó, đi làm hồi là có xỉu nữa. Mà sân bay hay nhỉ, cơ quan chức năng không vào cuộc luôn, không vào đi giải quyết đi. Mấy anh bảo vệ với mấy anh ấy cứ vào cứ nói với ép. Đây này, một em nhỏ à? Một em nhỏ năm này, em cực nhỏ luôn. Đây, một em chỉ mới mấy tháng tuổi, trời ơi, nằm lăn lóc từ sáng bây giờ. Đây. Nóng quá trời. Lại chắc chắn là về khách sạn mọi người nhá. Cái này chắc chắn về khách sạn nhá. Nó vừa nói là chắc chắn là phải về khách sạn, không có sự lựa chọn nào khác. Anh này là anh bên đại diện của hãng Vietjet. Từ lúc xuống máy bay là anh này là lại là ép hành khách, là bắt hành khách là đi cách ly ở khách sạn với giá là 100 đô mỗi ngày. Bây giờ anh kêu tức là lúc đầu mua vé là ở bên Hàn Quốc là không nói là đầu là nói là cách ly tập trung, nhưng mà ra sân bay là bắt hành khách là ký một cái giấy là mình phải chấp nhận về chịu mọi chi phí về cách ly ở khách sạn mới cho lên máy bay. Là lúc vào trích vé là tất cả mọi người lúc đó phải trích vé, không kia là không được lên máy bay. Xong lên máy bay về đây là bắt đầu ép đi khách sạn, không cho hành khách lựa chọn hai hình thức cách ly như chính phủ đã đưa ra. Giá vé như thế này, giá cách ly khách sạn như thế này. Bây giờ ví dụ như bọn em chấp nhận như vậy thì ok, bọn em mua vé, em về bây giờ. Đúng rồi. Làm tất cả mọi thủ tục rồi. Đấy, mọi thủ tục chờ đợi hết rồi. Ép người ta ký vào một cái giấy là về. Cái tờ mà các anh bên sân bãi này không có cái trừ ký của ai đâu hết. Đúng rồi. Đây chỉ cái tờ nhà em là khai báo y tế nhà em mới có ký vào ấy. Đây là khai báo y tế thôi. Khai báo tên đây. Tên đây nhưng mà chỉ khai báo y tế thôi, không có cái này tới đây. Tiến bạn soạn thuần đấy. Không ai ký đâu. Có cơ chủ đây là chỉ có cách tư. Đây là anh bây giờ là cái giấy này là không có trừ cách ly khách sạn đâu á. Anh đọc cả bản bản giấy này. Cái giấy của anh này. Mà trong cái giấy là cầm kiểu không được hiểu này, hay kiện tùng gì về cái vấn đề cái chi phí anh cách phải bỏ ra. Đấy, bắt buộc ép luôn. Có ai qua ký đâu. Không có đâu. Anh cảm ơn anh của em nha. Sáng cái này sao vào chứ ngồi đây. Tinh tinh mấy người nói có lý có tinh đấy. Đúng rồi. Anh này anh xem này. Đây là mặt trước, đây là mặt sau. Không phải, anh phải hiểu cái mặt lúc bọn em thấy đấy là cái là người ta nhá, để em nói. Để một người nói thôi, để một người nói. Đây. Anh cầm trên tay nãy giờ nó không coi. Anh này, giá trên tay anh nè. Khổ quá à. Có giá trên tay anh nè. Nhưng mà cái giấy này chính phủ bắt buộc đấy hả? Không phải. Chính phủ bắt buộc là phải có cái giấy này nữa hả? Nhưng mà thỏa thuận giờ ai đưa ra đây, ai đưa ra thỏa thuận? Chính phủ yêu cầu thỏa thuận hay sao? Cái biến bản thỏa thuận này là không cầm. Bọn em làm cái này xong rồi này, lại bên kia dập bọn em mới được cầm cái giấy này. Đấy. Mới được cầm cái giấy này mới được lấy máy bay. Không? Đấy. Bắt người ta ký xong mới có cái tờ kia. Đó. Người ta chỉ đưa một tờ này thôi. Anh thấy một cái biên bản này người ta phải có dịch tiếng Anh và tiếng Việt đàng hoàng. Không, nhưng mà cái biên bản này giờ đang hỏi cái giấy này là ai ban hành này, đúng không? Bộ ngành nào, chính phủ hay là bộ ngành nào ban hành cái giấy này? Ai chỉ thị đấy? Em sẽ cho em hỏi chính phủ hay là bộ ngành nào phải bắt cái giấy này? Cho em hỏi cái giấy này xong rồi mới có cái giấy kia. Anh hỏi nếu có thì cho em cái số điện thoại để em liên lạc, em khiếu nại cái vấn đề này. Anh giải thích cho chúng tôi giờ bây này cái này là bắt buộc cách ly ở khách sạn là ai quy định? Chính phủ hay là bộ y tế hay là thế nào? Đưa trước cái tờ đấy, người ta đưa cái tờ đấy ký trước. Tại sao khi bản vẽ các ông lại không bảo vệ? Đấy, đúng rồi, các ông không bảo vệ đi. Tại sao khi bản vẽ là bên nhân viên không, nhưng mà như thế này, đừng có cãi với mấy ông này không giải quyết được mà mấy ông đạo đến đây để chúng tôi hỏi cụ thể. Mấy ông này không giải quyết được thì nói thôi thôi. Mấy ông này không giải quyết được đâu. Cái này là bạn bè là bảo là cách ly ở Củ Chi, anh tài vừa rồi. Các anh cứ gọi ông lãnh đạo đến đây hoặc là như thế nào đấy. Hoặc là phải đi tìm người giải quyết cho chúng tôi. Chứ ở đây nói không giải quyết được vấn đề gì. Anh không quyết định được cái vấn đề đó. Trước mắt này chủ yếu là tiền khách sạn. Mọi người chờ xíu đi. nó nằm trên giấy thôi còn viết gì nữa. Bây giờ nếu về anh nếu viết giấy về một ngày bao nhiêu tiền? Với giá như thế. Tôi đã chụp ảnh cái giấy ở bên kia ký rồi, chụp hết rồi. Có gì là tôi sẽ cho lên hết. Trước khi anh đưa giấy là trước khi anh không có không? Hay là người ta tới cho bạn. Thôi, cái anh này anh không biết bác ơi. Kệ ở bên kia anh này anh không biết. Bây giờ kêu lãnh đạo ra đây. Rồi giờ kêu cái vấn đề này. Sao lại gài chúng tôi như thế? Không được. Con hiểu không tin rồi, để con... Thôi ạ. Có là con cũng vậy thôi. Đúng rồi. Bà cứ ngồi đây. Bà ngồi nghỉ ngơi đi, con cập nhật lại cho bà. Trong vòng 30 phút ai cũng phải tiếp được thì cho con ra ngoài đi ăn cơm trong vòng. Đúng rồi. Anh giờ không có cái gì ăn. Cái này các anh làm thế nào? Đấy, có người ngất rồi đấy. Con nít thì nằm lăn lóc cái này. À. Trẻ con thì nằm lăn lóc này. Hủy quái rồi. Không. Làm ăn thì phải có cái nhân đạo, nhân văn với nhau chứ. Con hiểu mà, con muốn ăn cơm như bà, con hiểu mà. Giờ bà bức xúc rồi, bà nói lắm nữa, bà lại ngất đi thì sao? Bà mệt đi rồi, bà lại ngất đi đâu. Thôi bác ơi, nói làm gì mệt kiệt sức kệ nó. Để xem nó giải quyết thế nào. Đừng có la lên là tốn sức, mình lại mệt lại ngất ra đi. Làm được cái gì? Đây bây giờ là ràng lại không cho, ràng dây lại là không cho đi ra. Đấy. Ràng ép phải. Khách sạn người ta không muốn nghe cái nhá. Bây giờ một là anh làm việc nhanh không thì cho chúng tôi cái số điện thoại của cái cơ quan chức năng nào đấy giải quyết cho cái vấn đề này. Hỏi xem cái vấn đề này như thế nào. Tại sao lại như thế? Chứ các anh cũng không giải quyết trực tiếp được đúng không? Các anh phải qua thông qua cấp trên đúng không? Nếu chúng tôi biết là khách sạn như này chúng tôi không bao giờ. Đúng rồi, chúng tôi không về. Cái chuyến này chúng bay của nhân viên các anh thôi. Vẫn có nhá. Bây giờ anh nhìn thế này, vẫn có mà bây giờ như thế này, tất cả anh khách chỗ này. Một hai người kia người ta. Đó. Thế thì anh thông báo từ đầu cho hai người kia, một hai người kia về. Các anh là gài chúng tôi như thế. Bức xúc. Rất bức xúc. Chờ đợi bức xúc quá. Mọi người chia sẻ một cái hoặc là ai mà quen phóng viên nhà báo như đấy thì xin mọi người nếu có thể thì xin liên hệ đến đây cho một bài viết để xem như thế nào được không? Ở đây thì có mấy anh đại diện hãng Vietjet chứ còn cấp trên là người đại diện cấp cao ở đây là không có để giải quyết. Đấy. Bố đang chờ xuống mà cứ chờ 3 tiếng rồi. Chắc là bay từ Hà Nội bay vào. Thật đó, 3 tiếng rồi chắc là từ Hà Nội bay vào, Không ai ra giải quyết cho. Chán thật. Buồn. Thôi chắc dừng livestream đây tí, lát nữa có gì là lại.